Thế là chỉ cần có ba gói cháo ăn liền và ba quả trứng, rồi một ít hành lá và một ít tương là mình đã có được một cái dĩa cháo ăn liền chiên giòn chấm với tương rất là ngon luôn nè các bạn. Nguyên liệu để mình làm món cháo ăn liền chiên giòn thì ở đây là mình có ba gói cháo gấu đỏ này các bạn. Rồi mình có ở đây là ba quả trứng gà nhé. Trước khi mình làm á, thì mình rửa ở cái phần vỏ cho nó sạch sẽ để khi mình làm á, thì nó sạch sẽ nha. Rồi mình có một ít hành lá này các bạn. Rồi dầu ăn để mình chiên. Và tương ớt là để khi mà mình chiên xong thì mình sẽ chấm với tương ớt đó các bạn. Đầu tiên đó là mình cắt cháo ăn liền này mình cho vô một cái tô này các bạn. Và ở trong đó nó có hai cái gói này thì mình cho ra ngoài nha. Trong ba gói cái bột nêm này nè các bạn thì mình chỉ lấy một bịch bột nêm thôi nha. Còn ba cái bịch dầu ăn này thì mình lấy hết nha. Rồi. Còn đây là hành lá thì mình sẽ cắt một ít hành lá vô nha. Mình dùng cái muỗng để mình đảo đều để cho cháo và bột nêm rồi dầu ăn và hành cho nó đều nha. Rồi khi mình đã đảo đều rồi thì giờ mình cho trứng vô này các bạn. Rồi mình dùng cái muỗng để mình đảo cho cái phần trứng cho nó đều với cháo ăn liền nha. Sau khi mà mình đảo đều á thì mình được một cái hỗn hợp như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ ở đây mình có chuẩn bị một cái dĩa và mình đã có quét một lớp dầu ăn này ha. Và ở đây mình cũng có một cái giấy bóng kiếng nè. Cái này là cái mới nha. Rồi mình cũng có quét một lớp dầu ăn. Rồi mình cho cái phần mình múc một ít mình cho qua. Rồi mình sẽ nắn lại cho nó thành cái hình mà con thoi á các bạn. Mình nắn như vậy là được rồi đó các bạn. Rồi khi mà mình nắn được rồi thì mình sẽ cho nó qua bên cái dĩa bên này. Và mình cứ tiếp tục mình làm cho nó hết cái phần cháo này nha. Mình đã viên thành những cái viên nó như vậy này nè các bạn này nè. Rồi bây giờ ở bên bếp đây mình bật lửa lên mình cho lên một cái chảo nè. Rồi mình cho cái lượng dầu ăn vừa thôi nha. Rồi khi mà mình thử mình thấy nó đã sôi rồi thì mình hạ lửa nhỏ xuống nha. Mình chiên với lửa nhỏ thì nó sẽ chín kỹ cái phần ở bên trong đó các bạn. Mình hạ lửa nhỏ xuống trước tiên ha. Rồi bây giờ mình cứ từ từ mình cắt từng cái miếng cháo đó mình cho vô chiên nha. Mình chiên lửa nhỏ thì nó sẽ không có bị cháy ha. Và mình cứ chiên từ từ đó các bạn. Cứ cái miếng nào mà nó được một mặt thì mình hãy trở qua cái mặt kia nha. Thì đây là mình chiên với cái lửa nhỏ nhỏ thôi. Nó sẽ chín ở bên trong nha. Nếu mà các bạn mà chiên với lửa lớn á thì ở bên ngoài nó cháy mà bên phần trong là nó chưa có chín nha.
Cái món này thì mình chiên cũng nhanh lắm, khoảng mấy phút thôi các bạn. Thì các bạn thấy này, nó lên màu đẹp kia này. Mình chiên khi nào mà nó đều hết vàng như vậy thì được nha. Những cái miếng mà mình cho đầu tiên này các bạn, nó đã vàng đều như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra một cái vợt nha, mình để cho nó ráo. Nó cũng nhanh lắm, xíu à. Món này là một món ăn mà làm siêu nhanh luôn. Đây. Và ở bên đây mình có chuẩn bị sẵn một cái dĩa, mình có lót giấy, mình đổ ra để cho thấm dầu nha. Cái món này mình ăn nóng nó mới ngon nha. Nó hơi ấm ấm một xíu thôi nè. Bây giờ mình chuẩn bị để ăn này các bạn. Món này mình ăn với tương ớt nè. Thì mình cho tương ớt ra một cái chén nha. Thế là chỉ cần có 3 gói cháo ăn liền và 3 quả trứng, rồi một ít hành lá và một ít tương là mình đã có được một cái dĩa cháo ăn liền chiên giòn chấm với tương rất là ngon luôn nè các bạn. Mến chào các bạn nha.